Xin chào quý vị, xin chào anh em. Lô hàng này là lô hàng mạng, cửa hàng đã nhận từ trước Tết và đã bán dần. Bây giờ thì mới làm đến phần này, đây là phần loa lời bâu. Có nghĩa trước Tết cửa hàng đã bán những dòng loa bâu lời 101 rồi, đã bán hết rồi. Thì bây giờ đến còn phần loa này, thì cửa hàng lại đăng tiếp, mời anh em cùng theo dõi. Bây giờ lại bóc tiếp cái thùng hàng hàng mạng từ bên Nhật gửi về này. Có nghĩa nó vẫn về cùng cái lô hàng đó nhưng mà cửa hàng cứ bán dần theo từng loại hàng. Thì đến bây giờ mới có thời gian để bán đến mặt hàng này. Thì mời anh em cùng theo dõi. Đây là những đôi loa Bose loa lời 161. Loa này VIP lắm anh em ạ, cửa hàng đã từng được bán một lần cách đây khoảng 2 năm. Loa này ở trong loa nó có hai cái củ loa trong một loa, trong một thùng. Đây. Đây nó bọc từ bên Nhật hàng mạng về rất là xịn sò anh em nhé. Bên Nhật người ta bọc hàng kỹ lắm vì đồ thua của bên đấy nó chuẩn chỉ. Ở Việt Nam mình thì phải nhặt cái này cái kia ốp vào thôi. Nhưng bên Nhật thì nó làm đâu ra đó. Thì nó tiện. Đây xem này, các bác xem một thông tin này. Bầu 161. Gà vẫn nhớ nó là 161 mà anh em. Đó, 161 này. Sản xuất tại Mexico. Mexico này, đó. Tí nữa bóc ra thì anh em xem rõ hơn. Những cái dòng loa lời hoặc loa Bose, loa JBL thì nó đều có trở kháng công suất auto. Đây nó ghi 10 đến 100W này. Trung bình 50W này, trở kháng từ 4 đến 8 này, trung bình 6 ohm này, đó anh em nhìn thấy đấy. Ở đây thì có hình như có hai đôi đen còn toàn đôi màu trắng. Dòng này nó làm vát vát là trông nó điệu điệu đà lắm anh em ạ. Thật ra cửa hàng mới được bán có hai đôi loại này, hai đôi không nhớ nhầm thì hai đôi, nó cũng ít có về Việt Nam, nó rất xịn sò. Chất âm thì 101, 141 hoặc J100 nó đều như nhau anh em nhá. Chất âm nó tựa tựa như nhau hết, nó khác nhau về kiểu dáng thôi. Và những đôi loa này thì kiểu cửa hàng báo giá cho anh em vẫn là 3,5 triệu đồng một đôi. Hàng nó đặc biệt xịn sò so với hàng bãi anh em nhá. Đây là hàng mạng, tôi xin nhấn mạnh anh em, đây là hàng mạng anh em nhá, xin nhấn mạnh anh em điều đây là hàng mạng. Nó đẹp hơn và nó không có quá trình lưu kho như hàng bãi. Nó gửi trực tiếp từ bên Nhật và tôi vẫn bán với cái giá bằng giá hàng bãi cho anh em thôi. Vẫn bằng giá hàng bãi, mặc dù giá hàng mạng, nếu anh em lên mạng tìm hiểu đi, hàng mạng từ bên Nhật gửi về cái cước vận chuyển của nó đắt hơn rất nhiều so với hàng bãi. Anh em hiểu điều đó.